mẹ Su và các con. Ôi, chết rồi. Mẹ Su sinh gái và 5 con. Hôm nay là ngày thứ đẻ ngày mùng 2. Đẻ ngày mùng 5, hôm nay là ngày mùng 6, hôm nay là sang ngày thứ 5. Úi giời ơi. Con gái này. Sao mà nó lại to thế? Sang đây đi, ra ngoài. Ui giời ơi. Là hôm trước đọ chúng nó với lại cái lọ này. Hôm nay lại đọ lại. Cũng vẫn là cái lọ này. Nào. Xem là hôm nay nó đến đâu. Sau mấy ngày. Nó dài hơn rất là nhiều rồi. Con nào cũng vậy, đều nhau. Cái lọ này là không biết là nó là bao nhiêu phân nhỉ? Dài đấy. Xem nào, có cái gì nó phổ biến nào. Đây nha, so với lại cái bao thuốc đi. Dài hơn bao thuốc đấy. Su nằm ra cho con ti đi. Đúng rồi, Su ngoan chưa? Su ngoan cực kỳ luôn. Nằm ra cho chúng nó ti, kệ chúng nó. Cho nó ti. Cái con này ti cái kiểu gì đây? Ti mà cũng còn tranh nhau. Thôi Su nằm xuống đi, nằm xuống cho thôi. Rồi nằm xuống xoa cho. Nằm hắn ra nào, nằm. Nằm nào. Nằm nào, cái này cứ vứt ở đây thôi. Kệ xuống nó. Đấy, quảng cáo tí. Nào. Nằm hắn ra xem nào. Su rất là chăm con. Từ khi đẻ đến già mấy ngày là không có mấy khi ra khỏi chuồng, chỉ ra khỏi chuồng để ăn và đi vệ sinh thôi. Rất là nhiều sữa. À, tất cả các ti đều có sữa này. Su kệ cho bác. Kệ xác chứ nào. Hai tên này thì đang ngủ ngon, no rồi. Tên này nó có vết bẩn là người nè. Lau đi nhá. Rồi. Bết vào người rồi còn đâu. Thôi Su nằm xuống đi Su. Nằm xuống đi. Kệ chúng nó. Con săn đây ra ngoài. Đi ra ngoài ngay. Nó cũng muốn lên hình đấy. Săn đây ra ngoài đi. Không có lén phém vào khu vực của chị Su.
Đây này, ăn như con gái này, đây là con gái này. Yên yên, su yên. Nào. Đấy, gái đấy. Không biết là có gái nào như thế này không. Đây, nhìn trai nam nó từ tốn thế này. À đây cũng gái. À đây trai. Đại ca chưa. Rồi, su yên để anh xoa nó tí. Tí rồi anh xoa su. Nào, làm xuống. Ngoan lắm. Đây nè. Nhìn ông tướng. Bé anh con mà nhìn đã chân tay nhìn như đúng rồi chưa. Lạp xưởng đấy. Mặt thì nhìn thì hơi giống giống bút Pháp. Trong khi nó lớn lên mẹ nó nhìn nó như thế này mà. Tên này làm sao? Yên, su yên anh xem. Vết bắn gì đây? Yên nào? Hình như nó bị sứt ra hay sao ấy. Hả? À, làm gì mà nó lại bị sứt lưng ra vậy? Có tham gia vào đây không? Không nhắc thì thôi. Nhắc là tham gia nhiệt tình. Tên nào đấy? Su để yên anh xem đứa nào gây òn. Nằm xuống đi. Đúng rồi, nằm xuống thế. Xem đứa nào là đứa vừa ăn mà lại vẫn còn ồn nào. À. Đã phát hiện ra đối tượng ồn nào. Tên này đang ngủ mơ. Bỏ cái này ra. Nào, chú ý là xem cái bụng của nó bị làm sao. Sao lại có vết xước ở đây? Cái xước gì đây? Yên anh xem. Tên này như này, tên này nó có bị vết, này là vết nấm rồi. Được rồi, chờ anh tí xem nào. Sao vừa bé tí tí này mà đã có nấm ấy này. Đây vết nấm rồi. Xù lình tình quá, xù liếm đúng vào cái máy ảnh của anh đã nào.